Thu hút đầu tư là một trong ba khâu đột phá được nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19 đề ra. Tuy nhiên, muốn thu hút đầu tư thì cùng với cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, giải phóng mặt bằng là một trong những khâu trọng yếu để thực hiện mục tiêu này. Nhân dịp đầu xuân năm mới Giáp Thìn 2024, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên để làm rõ hơn về các nội dung này. Thực hiện nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội Đảng bộ 19 thì ta tiếp tục tập trung thu hút đầu tư và thực hiện ba đột phá chiến lược. Cái điều này thì trong lãnh đạo Ủy ban tỉnh, rồi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, rồi Ban Chấp hành làm thế nào để thực hiện được ba cái đột phá chiến lược này. Đầu tiên phải xác định đó là tập trung thu hút đầu tư, và bước hai là phát triển hạ tầng, trong đó có ưu tiên hạ tầng giao thông, và thứ ba đó là phát triển nguồn nhân lực. Thứ nhất về tập trung thu hút đầu tư thì xác định là cái công tác giải phóng mặt bằng là công tác mấu chốt và then chốt, là nút thắt của khó khăn. Nếu như tất cả các dự án chỉ là dự án mà hô hào rồi ra quyết định chủ trương đầu tư nhưng không giải phóng mặt bằng được thì toàn bộ các dự án đó ở trên giấy, như vậy là không tác dụng. Và xác định là mục tiêu đó là nút thắt trong công tác giải phóng mặt bằng, đúng là một khâu của công tác tập trung đột phá ba chiến lược đó, thì cái xác định là giải phóng mặt bằng là nút thắt. Chính vì vậy mà Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trình với là Ban Thường vụ chỉ thị 15 tập trung giải phóng mặt bằng. Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng và cho tất cả toàn tỉnh thực hiện theo kế hoạch để thực hiện cái chỉ thị đó. Và từ khi có chỉ thị, có kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh thì công tác giải phóng mặt bằng được và được quần chúng nhân dân ủng hộ rất là tích cực. Đây là một cái điểm mấu chốt, và nhân dân là Hưng Yên chấp hành với kỷ cương với pháp luật và đồng thuận và tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, và đồng thuận là cũng trong công tác giải phóng. Năm 2021 thì toàn tỉnh Hưng Yên giải phóng mặt bằng ở các khu công nghiệp thì được khoảng gần 1.000 hecta. Năm 2022 thì được khoảng 1.000 hecta. Và năm 2023 cũng tiếp tục khoảng gần 1.000 hecta. Đây là một cái điểm mấu chốt để tiếp nhận các dự án thu hút đầu tư. Chính vì đó mà trong 3 năm gần đây thì mỗi năm đã thu hút được gần 1 tỷ đô và khoảng trên 10.000 tỷ đồng đối với doanh nghiệp ngoài nước và trong nước. Đặc biệt là năm 2023 thu hút đầu tư đã được hơn 1 tỷ đô và khoảng hơn 20.000 tỷ. Đây là một năm đột biến về thu hút đầu tư. Khả năng mà tại sao mà lý do là thu hút đầu tư được tốt như vậy? Thì các chính sách của chúng ta từ trước đến nay cũng đều như vậy. Đều là chính sách giải thảm đỏ, đều là mở cửa, đều là tập trung thu hút đầu tư. Như tại sao là những năm nay thu hút hơn? Vì lý do là chúng ta có mặt bằng. Mặt bằng để mời các doanh nghiệp về Hưng Yên đầu tư. Bản thân là lãnh đạo tỉnh chúng tôi cũng thường xuyên đi các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc và đi thường xuyên để xúc tiến đầu tư, mời gọi các doanh nghiệp về Hưng Yên để đầu tư. Vì chúng ta bây giờ có điều kiện là khi mà các nhà đầu tư về tỉnh thì chúng ta sẵn sàng tiếp nhận và có vị trí cho ngay, thậm chí hàng nghìn hecta cũng được. Nhưng trước đây thì chúng ta cũng hô hào, cũng có nghị quyết của Đảng bộ, nhân dân và chính quyền rất mong muốn. Thế nhưng mà cái diện tích chúng ta có hạn. Nhưng bây giờ chúng ta có cái điều kiện tốt hơn thì đấy là cái thu hút đầu tư, thì minh chứng điều đó để cho tỉnh ngày càng phát triển hơn.